bún nước lèo Sóc Trăng này á, nó có một cái vị khá là hay, khá là ngon các bạn ạ. À, cái vị ngọt, ngọt là từ khi mà mình nấu cái nước dùng á. Cái điều hay là mình không hề nấu bằng xương, nưng bằng xương, mà cái độ ngọt nó ra từ thịt của cá lóc các bạn nhé. Cái ngọt thứ hai nữa đó ra đó là từ mắm cá linh và mắm cá sặc các bạn ạ. À, một cái điều đặc biệt nữa mà mình tin rằng đa số và rất ít các bạn sẽ biết, đó là cái phần ngải bún các bạn nhé. Cái phần ngải bún này nó góp thêm vào cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng đậm vị và mang nét riêng của bún nước lèo Sóc Trăng các bạn nhé. Bởi vì cái ngải bún này khi mà chị gái mình mua về mình cũng lạ lắm, lần đầu mình nghe luôn đó các bạn. Mình ngửi thì nó có cái vị của hơi có cái vị giống giống của nghệ và riềng các bạn nhé. Nhưng mà khi mà hòa quyện vào cùng với lại nấu cùng với nước dùng ấy, thì nó làm tăng thêm cái độ thơm cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng các bạn nhé. Trên dĩa này là chỉ có rau muống này, các loại rau thơm này, bắp chuối này, và giá là loại rau sống dùng để ăn kèm với bún nước lèo Sóc Trăng nữa các bạn. Điều đặc biệt nữa là không dùng chung với hành ngò các bạn ơi, mà chính là lá hẹ. Mà các bạn biết vì sao không? Cái lá hẹ này nó có mùi thơm nhẹ và có một mùi hăng, cái vị hăng nhẹ. Nó khi mà dùng kèm với lại cái bún nước lèo Sóc Trăng này, một phần nó cũng sẽ đánh đi cái mùi tanh của thịt cá cũng như là của mắm cá luôn nha các bạn nha. Bởi vì vậy chính những cái phần phụ này nó cũng góp phần tạo nên cái hương thơm đậm vị cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng luôn đó các bạn ơi. Mình sẽ chế biến và rửa cho sạch. Các bạn theo dõi mình làm như thế nào nha các bạn. Cái phần ngải bún này các bạn thì ở Vũng Tàu mình cũng rất là hiếm luôn đấy các bạn ơi. Mình phải đi tìm đúng cái người mà dân miền Tây á, người ta bán thì người ta mới biết cái phần ngải bún này nè các bạn. Đó, thì mình cũng có đặt là gần hơn một tuần nay mới được cái phần ngải bún này để mình nấu cái phần nước lèo Sóc Trăng cho các bạn, gửi đến cho các bạn xem nha các bạn. Cái lóc mình mua về các bạn thì mình đã rửa sạch sẽ bằng muối và chanh sạch sẽ rồi các bạn, thì bây giờ mình muốn là sẽ chế biến là mang đi lột cái phần da của cá lóc đi ra nha các bạn nhé. Đấy, mình lột cái da phần của cá lóc ra. Mình đã lột da được cái phần cá lóc này các bạn. Không
phải là mình là chuyên nghiệp cho nên là lột nó chưa có được hết. Các bạn xem, các bạn cũng thông cảm cho mình luôn. Sẽ đi rửa cái ngải bún. Cái phần ngải bún này mình phải cạo cái vỏ ngoài này các bạn. Đó. Sẽ các bạn. Thấy qua cái nước sạch sẽ, các bạn nhìn thấy cái bên này. Sạch. Đấy, được một mớ này các bạn. Sạch sẽ các bạn, sạch sẽ. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp với mình để nấu cái bún nước lèo đặc sản của Sóc Trăng thật là thơm ngon nha các bạn. Sẽ bỏ tỏi vào phi trước nha các bạn, làm tỏi phi nha các bạn. Tỏi mình phi vàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắc ra ngoài tắt bếp các bạn ơi. Mình cho một ít nước lọc vào trong cái phần mắm này để mình nấu mắm nha các bạn. Nấu cho rụt ra. Các bạn là cá linh này các bạn này, mắm cá linh này đó. Đây là mắm cá sặc này các bạn này. Đây là mắm cá sặc này đó. Mắm cá linh là mắm cá sặc đó các bạn. Bây giờ mình nấu cho nó rụt nó chín ra rồi để mình tí mình lọc với các bạn. Cái phần mắm mình nấu được rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp tí nữa, đợi nguội mình lọc nha các bạn. Sẽ luộc tôm nha các bạn. Tôm luộc được rồi nha các bạn, thì mình sẽ vớt tôm ra nha các bạn nhé. Mình đổ nước dừa vào nha các bạn. Mình sử dụng nước sôi, mình thêm nước sôi vào nhé. Cho sả cây vào nha các bạn. Sả cây đấy mình đã đập dập rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình cho cá lóc vào luộc luôn nha các bạn nhé. Cho một ít muối vào các bạn này. Phần nước mình luộc cá lóc này các bạn rất là trong luôn các bạn. Tí nữa mình mà muốn nó, nước lèo của mình trong mà đập đà thì mình sẽ lược qua nữa nha các bạn, lược qua trước khi mình nấu nước lèo các bạn. Sẽ vớt cá lóc ra nha các bạn. Cá lóc được rồi các bạn. Như thế này bỏ hết nha các bạn nhé. Mình vớt những cái lần cận cho nó sạch đấy các bạn, thì cái nước lèo của mình nấu cái bún nước lèo nó sẽ trong đẹp hơn nha các bạn ha. Đó, sạch rồi các bạn nè. Mình sẽ cho phần khóm nè, bún đập dập mình cho vô luôn nha các bạn. Mấy cây đập dập cho vào luôn. Mình sẽ lược cái phần mắm này vào rây nha các bạn nhé. Cái nồi nước lèo, bún nước lèo Sóc Trăng của mình thơm lắm các bạn ơi. Và cái nước trong này các bạn, cái nước lèo. Mình sẽ cho vào thìa rưỡi bột nêm nha các bạn. Nửa muôi nước mắm nha các bạn. Mình nêm vào một ít đường phèn nha các bạn. Mình sử dụng mấy cái nấu cái nước lèo này mình nêm cái đường phèn cho nó thanh hơn nha các bạn. Cái đường phèn thì nó giảm cái độ ngọt hơn là cái đường cát trắng nha các bạn nhé. Đó, mình sẽ vớt ra mình dầm ra nha các bạn. Lấy nước đó các bạn. Bây giờ mình vớt hết sả và ngải bún ra nha các bạn nhé. Sau khi mình vớt cái phần mà khóm sả ngải bún ra hết rồi nha các bạn, và mình cũng hớt cái phần bọt ở trên này các bạn, thì cái nồi nước lèo của mình được rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi chục bún nè, rắc thịt cá lóc nè, tôm này để bày trí ra tô. Mời các bạn thưởng thức với mình tô bún nước lèo đặc sản của Sóc Trăng nha các bạn. Muống này, chuối này, hoa chuối này, giá này, và một ít rau thơm, và một ít bún. Mình đổ nước sôi vào mình chục nha các bạn. Sôi mình chung, mình gạn nước,
mình dùng tay mình ghẹ cái phần thịt cá lóc nha các bạn. Đấy không các bạn, tay mình rửa sạch rồi nha các bạn, xương bụng này các bạn mình lấy nha, ra nha các bạn nhé. Hai miếng thịt cá lóc to tướng các bạn ơi, tôm mình bóc tôm ra luôn nha các bạn, xếp vào nha các bạn. Sẽ múc cái phần nước lèo lên nha các bạn, chen vô các bạn, tuyệt vời không các bạn. Tô bún nước lèo Sóc Trăng của mình làm xuất sắc luôn các bạn, nhẹ lên nha các bạn, tỏi phi lên nha các bạn. Hello, xin chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì các bạn ơi, chị gái mình đã nấu xong món bún nước lèo đặc trưng của Sóc Trăng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ là người review và thưởng thức món bún nước lèo Sóc Trăng cùng các bạn nhé. Mình mời các bạn miếng nước chè nha các bạn, nước chè đá các bạn ơi. Đã khét quá các bạn. Mình sẽ bắt tắc vào nha các bạn, một cái tắc. Các bạn nhìn cái tô bún nước lèo Sóc Trăng quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Thịt của cá lóc này các bạn ú luôn các bạn ơi. Tôm này các bạn, rồi rau sống chị gái mình để ở phía dưới này, trụng sơ qua các bạn, rồi có hẹ này, tỏi phi này. Bây giờ mình trộn đều lên nha các bạn. Mình chan một ít nước mắm vào các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức các bạn nhé. Mời các bạn gắp đầu tiên với mình nhé. Mình dùng thử cái gắp đầu tiên ấy, thì mình cảm nhận ấy, theo mình ấy, mình cảm nhận là cái món bún nước lèo Sóc Trăng này ấy, nó có một cái vị khá là hay, khá là ngon các bạn ạ. À, cái vị ngọt, ngọt là từ khi mà mình nấu cái nước dùng á. Cái điều hay là mình không hề nấu bằng xương, nưng bằng xương, mà cái độ ngọt nó ra từ thịt của cá lóc các bạn nhá. Cái ngọt thứ hai nữa nó ra đó là từ mắm cá linh và mắm cá sặc các bạn ạ. À, một cái điều đặc biệt nữa mà mình tin rằng đa số và rất ít các bạn sẽ biết, đó là cái phần ngải bún các bạn nhé. Cái phần ngải bún này nó góp thêm vào cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng đậm vị và mang nét riêng của bún nước lèo Sóc Trăng các bạn nhé. Bởi vì cái ngải bún này khi mà chị gái mình mua về mình cũng lạ lắm, lần đầu mình nghe luôn đó các bạn. Mình ngửi thì nó có cái vị của hơi có cái vị giống của nghệ và riềng các bạn nhé. Nhưng mà khi mà hòa quyện vào cùng với lại nấu cùng với nước dùng ấy, thì nó làm tăng thêm cái độ thơm cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng các bạn nhé. Mà đặc biệt khi mà mình ăn ấy, mình cảm nhận ấy các bạn, tất cả các hương vị là nó hòa quyện vào luôn rồi các bạn nè. Từ là cái hương thơm, vị thơm ngon ngọt của thịt cá lóc này, tôm này, rồi ngải bún này, tất cả đều đã hòa quyện vào với nhau luôn các bạn, tạo nên tô bún nước lèo Sóc Trăng khá là ngon luôn các bạn ơi, mang nét riêng luôn đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nữa nhé. Cá lóc này các bạn,
mình cho thêm giá vào các bạn ơi. Các bạn ơi, như đầu video chị gái mình có giới thiệu luôn á, là hôm nay chị gái mình sẽ nấu một nồi bún nước lèo Sóc Trăng thơm ngon nhưng không có vị tanh nha các bạn nhá. Như các bạn cũng biết luôn ấy, cá đồng, cái này là cá lóc đồng nha các bạn. Thường thì cá đồng nếu mà không biết cách sơ chế, nếu mà không biết cách chế biến ấy, thì nó sẽ có vị tanh. Nhưng ngày hôm nay ấy, mình ăn cái miếng cá thịt cá đồng cá lóc này là các bạn, mình không hề nghe một vị tanh nào luôn nha các bạn nhá. Nó rất là thơm ngon luôn đó các bạn ơi. Mời các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhìn sang cái dĩa rau để dùng chung với lại món bún nước lèo Sóc Trăng, nó cũng các bạn có thấy nó khác khác với lại cái bún mắm miền Tây không các bạn? Rau ăn kèm như chị gái mình cũng có giới thiệu ở đầu video rồi các bạn. Trên dĩa này là chỉ có rau muống này, các loại rau thơm này, bắp chuối này và giá là loại rau sống dùng để ăn kèm với bún nước lèo Sóc Trăng nữa các bạn. Điều đặc biệt nữa là không dùng chung với hành ngò các bạn ơi, mà chính là lá hẹ. Mà các bạn biết vì sao không? Cái lá hẹ này nó có mùi thơm nhẹ và có một mùi hăng, cái vị hăng nhẹ. Nó khi mà dùng kèm với lại cái bún nước lèo Sóc Trăng này, một phần nó cũng sẽ đánh đi cái mùi tanh của thịt cá cũng như là của mắm cá luôn nha các bạn nha. Bởi vì vậy chính những cái phần phụ này nó cũng góp phần tạo nên cái hương thơm đậm vị cho cái tô bún nước lèo Sóc Trăng luôn á các bạn ơi. Mời các bạn nữa nhé. Miếng thịt cá lóc á các bạn, chắc mà tươi, thịt ngọt, ngon lắm các bạn ơi. Mình mời các bạn nhé. Mình nghĩ á, một phần giảm được cái vị tanh của thịt cá lóc này á, là do á, chị gái mình đã lột đi cái phần da của con cá lóc rồi. Bởi vì cá lóc mà là cá đồng nữa các bạn, người nó nhớt, với lại nó nhớt nhiều lắm các bạn. Nếu mà bạn không làm sạch sẽ đi á, đảm bảo là khi mà bạn chế biến lên nó có vị tanh. Nhưng mà chị gái mình đã lột đi cái phần da của con cá lóc rồi, bởi vậy khi mà chị gái mình luộc ấy, cái phần nước dùng nước lèo nó rất là trong các bạn. Chính vì điểm đó mà nó cũng hạn chế đi, giảm bớt đi cái độ tanh của thịt cá luôn đó các bạn. Đó cũng là một cái điều hay đó các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Mời các bạn nhé. Mình ăn kèm với lại rau thơm. Các bạn.
bạn ơi, mình đã dùng xong cái tô bún nước lèo Sóc Trăng đậm vị thơm ngon, không hề nghe một vị tanh nha các bạn. Nhưng mà các bạn cho phép mình để lại cái phần nước nha các bạn nhé. Mình no quá rồi, mình hút không hết được nước các bạn ơi. Các bạn thông cảm nhé. Mình mời các bạn miếng nước chè đá nhé. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy trên bàn ngày hôm nay của chị em mình ấy, là có thêm một rổ trái cây dâu nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ dùng món tráng miệng bằng dâu các bạn nhé. Các bạn cho phép mình bỏ cái tô bún nước lèo Sóc Trăng qua một bên nhé. Mình để cái rổ dâu qua. Mùa hè á các bạn, nhiều trái cây lắm các bạn ơi. Chị gái mình đi chợ đặt dừa, chị gái mình khoái lắm, nhiều trái cây mà rẻ ngon lắm. Dâu này các bạn, mình mời các bạn nhé. Hơi chua chua các bạn ơi, chua chua ngọt ngọt, để mình thử trái bự coi nó có ngọt ngọt không nhé. Chứ trái vừa nãy mình ăn nó chua. Trái này mọng này các bạn, mời các bạn nhé. Trái này thì lại ngọt này các bạn, ngon. Mình ăn thêm một trái nữa thôi các bạn. Trái này mình thấy nó cũng mọng mọng, hy vọng là nó ngọt các bạn. Cũng ngọt, không chua như trái đầu các bạn. Mình mời các bạn miếng nước nhé. Các bạn ơi, vậy là mình đã review và thưởng thức xong tô bún nước lèo Sóc Trăng, cũng như đã dùng xong món tráng miệng là dâu tây rồi nha các bạn. Cái tô bún nước lèo Sóc Trăng ngày hôm nay ấy, chị gái mình nấu phải nói là tuyệt vời luôn đó các bạn. Thơm ngon, đậm vị. Đặc biệt là chị gái mình nấu đúng theo kiểu của bún nước lèo Sóc Trăng luôn nha các bạn nhé. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có thích video ngày hôm nay á, chị em mình chia sẻ tới các bạn món bún nước lèo Sóc Trăng á, thì các bạn cho chị em mình một like, một chia sẻ, cũng như một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Đó là cái nguồn động lực để cho chị em mình ra nhiều video hay hơn nữa gửi tới các bạn nhé. Một lần nữa, mình xin thay mặt chị gái của mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành ít phút thời gian theo dõi video ngày hôm nay của chị em mình. Mình mến chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye!